Xin chào các bạn. Mình mới thả con xuống San Jose Convention Center, là cái chỗ nó có cái tournament game, game mà nó chơi gọi là Yu-Gi-Oh gì đó. Mình cũng chẳng rõ nó chơi ra sao nữa, nhưng mà cuối tuần nó muốn đi xuống đây chơi cái tournament cho vui vậy. Thì thừa cơ hội mình đi ngang downtown San Jose cho các bạn nhìn thấy. San Jose downtown thì nó cũng không có gì gọi là hứng thú, exciting hay là đẹp lắm. Rất là bình thường. Cuối tuần thì như hôm nay có cái game gọi là tournament, có cái playoff game của Shark, là hockey game á, chơi trượt băng mà. Cũng giống như đá banh mà nó chơi trượt băng vậy đó. Thì ở downtown, trên con đường chính Santa Clara, thì nó ngay cái San Pedro Square, thì nó hơi đông người. Tại vì người ta đến, người ta coi coi game xong mà đến lúc về đó, thì người ta ra ăn uống đồ cũng đông lắm. Chứ còn chung quanh thì cũng không có gì. Cũng như là cái nightlife ở đây, cũng như là ban đêm mà đi chơi đây thì cũng không có gì bằng ở San Francisco hay là Los Angeles. Mình đang băng qua con đường số 1 này, là ra giữa trung tâm rồi đó. Ngay đường số 5 thì nó có cái City Hall, nó mới dọn xuống cũng mười mấy năm rồi. City Hall là cái gì? Ông mayor đó, là ông thị trưởng ở đó, là cái gì ta? Anyway, để mình Google cái này lâu quá. Thì đường số 1, số 2 downtown thì nó thường thường nó có đường số 1 thẳng lên trên tới đường số 4 là bắt đầu cái trường university. Hồi đó mình học đó là trường San Jose State. Đang cất lại những cái building cũ. Đó, hồi trước có cái cổng là cái trường San Jose State đó. Những cái nhà gọi là cái kiểu bên tay phải mình gọi là Victorian House, dưới đây cũng rất nhiều căn, có nhiều căn đẹp, có nhiều căn xấu. Bây giờ họ nên, tại nó nằm dưới downtown cho nên họ biến cái nhà thành giống như cái tiệm ăn vậy đó. Cheese steak rồi bánh mì sandwich của Mỹ rồi đó. Đây thì cũng có mấy con đường một chiều chạy xuống thì cũng cẩn thận chút. Bây giờ mình đang đâm ra con đường Santa Clara là đường chính. Nói thì bây giờ nó cũng hơi sạch sẽ rồi, chứ hồi thời mình mới qua ở dưới downtown đường số 1, số 2 này đi thấy ớn lắm. San Fernando chưa tới, chưa tới. Hồi đó cái bên tay trái này nó có cái tiệm gọi là San Jose Camera, bây giờ nó dọn đi rồi. Trời ơi, mình mê lắm hồi thời. Rồi 81, 82 vậy đó bắt đầu có tiền đi làm chút đỉnh, có tiền rồi đó. Ra coi cái mê, ra coi máy hoài mà cái tiệm nó cũng dễ, phải không? Mình tới mình không có mua, nhưng mà mình cầm máy mình coi rồi mình này nọ đồ nó cho. Có nhiều tiệm như ở San Francisco nó rất là cà chớn, mình vô là nó biết mình không có tiền mua, không phải là tourist. Hỏi tới hơi lùi cái là nó đuổi mình ra. Chỉ hồi lúc thời đó là tụi Nhật Bản du lịch giàu lắm, cho nên nó nhìn mình nó tưởng mình Nhật Bản, nói mình vô nó nói chuyện thôi, cái nó biết mình không phải Nhật Bản, hỏi mình muốn mua không, nói mình muốn coi, cái nó nói không, mày không mua thôi, đi ra đi. đuổi thẳng luôn. Ủa sao nó không cho bờ phải vậy ta, con bờ phải đây, ok. Đó, con đường chính Santa Clara đây nè. Thay đổi cũng rất nhiều từ lúc mình ở, còn nâng xây cất cũng nhiều lắm. Cái đường số 4 này là City Hall nè, là
tự nhiên quên cái tên tiếng Việt Nam là gì, hành chánh hay gì, hành chánh thành phố hay gì. Là ông thị trưởng ông đi làm việc ở đây đó, trên cái building đó là những cái cơ sở làm việc cho city. Chạy con đường này thẳng vào về nhà cũng được, nhưng mà nó hơi lâu. Mình chạy khúc cho các bạn coi vui thôi. Khúc này á, là cũng gần cái trường, là cái Lee Sandwich này, là mình biết nó mở, không biết phải là đầu tiên không, nhưng mà nó rất là lâu lắm rồi. Rồi bắt đầu nó mở ra nhiều chi nhánh từ xuống dưới Nam Cali rồi lên qua bên Texas, hình như giờ cũng có Georgia đồ gì, Atlanta đồ gì không. Thì ông này ở đó mà mở qua là mở cái xe truck bán sandwich riết, rồi cái đợi chuyển sang cái tiệm rồi bán khá quá, rồi mấy đứa con nó học xong ra trường đó, nó biết cách kinh doanh, nó mới franchise cái chi nhánh ra, rồi nó nên gia đình cũng khá giả lắm. Có một thời gian thì cũng có cái scandal là ông còn sống, ông còn sống, ông nói người ta phê bình nói ông gì cộng sản này cộng sản nọ, thì ông nói ông không cần cộng đồng Việt Nam, ông chỉ cần ông bán nhà lên là nhờ bán cho mẻ gì đó. Ôi ôm sùm, mình không nhớ cái chuyện nó ra sao đó, nhức đầu lắm. Rồi cái ta đòi tẩy chay ổng, bán bánh mì thì nó cũng thấy ok, không nó không, không bây giờ một ổ bánh mì bán 6-7 đồng mắc chết mà cũng không thích lắm. Quê mình đi học thường thường đậu, kiếm chỗ đậu đây giờ là chắc đậu không được rồi, giờ chắc khó lắm. Hồi đó thì chạy tới chơi lui, đi tới đi sớm, đi học sớm á, kiếm chỗ đậu đây khỏi tốn tiền, cái chạy băng qua đường đây là cái building đó là cái building business, cái engineering building, thì nó cũng cái bên cái mình đậu xe ở đây mình đi vô học. Học đến giờ lunch thì ra ăn bánh mì, cái quán bánh mì đó không phải của bà lẹ mà bán bánh mì của cái chị nào. Rồi cái uống lon Pepsi xong như lần đồng rưỡi ngày ăn lunch, nghèo lắm. Cũng ráng học ra trường. Bên tay trái này cái trường này nó cũng lâu rồi, cũng trên 100 năm rồi đó, nhưng mà nó nằm ở cái gọi là state system, nó khác với cái UC system. UC system thì khó học cũng như là khó được vô hơn. Mình hồi đó thì nói thật ra thì mình cũng không có gọi là honor student. Mình học vừa tiếng Anh tiếng Việt, cho mình chỉ đủ điểm để đi vô trường kỹ sư thôi. Mình vô đây mình học cho nó cũng gần nhà rồi. Chứ còn nó hồi đó mà vô UC system đâu ai support, đâu ai trả tiền cho mình đâu. Học khá khá thì còn có scholarship này nọ rồi, phải không? Lập đục thì cũng ra, mình người ta học 4 năm, mình một như cũng gần 5 năm mới ra trường. Tại nhiều lớp mình lấy không được á, cái phải chờ cái cuối cùng, dồn lại cái khóa cuối cùng thiếu lớp phải ở lại học thêm rồi. Cuối cùng thì cũng ra trường trễ chút, nhưng mà tao nói ha, gì có chí không có chí gì quên mất tiêu rồi. Có chí thì học được, hay là không có chí thì ngứa đầu. Tự nhiên quên mất tiêu rồi. Ơi uống bia nhiều quá hồi nhỏ, bây giờ mình nghe lâu lâu cái nó muốn nói chuyện gì nhắc tới cái mình quên hoài à. Xin lỗi nha. Người ta nói uống bia nhiều cái óc nó bị từ từ nó bị chết đi. Anyway thì hồi đó con đường này, hồi đó cũng đi học đứng đi về là cũng đi con đường này nè, chạy vô đây. Nhưng mà cái ngày đi học về mình hay bị kẹt xe lắm, tại vì giờ đi làm về đó à, mình không có muốn học tối, trời ơi nó quể quải quá, nên khoảng 5 giờ là mình
cái những cái lớp mà mình phải là cái lớp cuối là 5 giờ là mình học thôi, chứ còn 6, 7 giờ, 8 giờ tối là ít khi nào lắm, cần khi nào kẹt lắm mới lấy. Chứ còn thôi là mình về khoảng 5 giờ về. Thì lúc đó cùng lúc với cái xe đi làm về đó, kẹt xe lắm. Nhà hồi đó nhà ông anh ở thì cái khu McLaughlin nè, mình phải băng vô chút xíu rồi nó băng ra mà nó kẹt ngất ngất. Thì có cái ngày mình đang học trên lầu 3, cái hôm đó động đất lớn nhất ở đây, đang ngồi học cái tự nhiên cái building nó rung nghiêng nghiêng, trời ơi mình hoảng hồn, ai cũng sợ hết. Nhưng mà tự nhiên cái nó ngưng lại, cái cô giáo nói không sao đâu, còn 5 phút nữa để giảng hết bài xong rồi đi xuống. Thì xong 5 phút rồi mới ra, thì lúc đó bà con ở ngoài người ta chạy ào ào chạy xuống lầu rồi. Đi ra cầu thang thấy cái nguyên cái building nó bị nứt nguyên một lần, ớn lạnh. Ra chạy xuống lầu thì bắt đầu người ta ra ngoài sân quá trời đông luôn, ồn ào. Có mấy người có radio này nọ để nói ở trên San Francisco cái cầu sập ở cái Oakland đó chứ. Cái cầu bắc qua Oakland cái sập. Rồi bắt đầu đi ra xe về rồi bắt đầu kẹt xe cứng ngắc luôn, tại vì ai cũng đi về hết. Cúp điện. Từ đó về tới nhà bình thường thì kẹt xe lắm là cũng nửa tiếng hồ, mà trời bữa đó mình đi về tới nhà 3 tiếng đồng hồ mới về tới. Mà bà con rất là lịch sự, tại vì biết nguy hiểm động đất mà cúp điện nguyên vùng này luôn. Mà lâu lâu cái nó gọi là aftershock, rung, ngồi trên xe cũng cảm thấy nữa. Nên mà kẹt xe nhưng mà người ta rất là bình tĩnh, lái xe từ từ tới cái ngã tư rồi cũng chỉ nhường nhau đi phải không? Không có chạy túa xua đâu, trật tự lắm. Thôi bữa nay sao mà sương mù lùm lum, nhìn lên núi không thấy luôn. Ra cái đó học ở trường San Jose State đó. Ra học xong ra kiếm việc cũng chật vật, cũng không đâu có dễ dàng đâu. Đi làm gọi là technician cũng hết 6-8 tháng gì mới được xin vô được cái gọi là trợ, giống như là giúp assistant engineer. Từ từ làm thêm năm nữa rồi mới được lên chức engineer. Không, mình xin không có dễ dàng như người ta, mà ra trường có vô cái ào làm. Ok, thôi mình về có công chuyện này. Về làm thợ plumber, là thợ cầu cống, kỹ sư cầu cống. cái faucet ở trong cái bathroom là cái dặn nước á, nó bị hư, bây giờ mình sẽ thay. Nhớ hồi đó mình thay rất là nhanh, rất là lẹ, bây giờ không biết coi bao lâu làm xong nha. Ok, tạm chào các bạn. Faucet. Cái này là cái mới. Trong cái bathroom nhỏ này, cái này nó bị hư. Ok, cái này cái mới. Cái này chậu nước nó chảy xuống đây luôn hả? Đây là instruction. Rồi, trong đây nó nhỏ hơn cái lỗ mũi nó làm sao mà. Ây da, trời. Không thấy đường gì hết, chết mồ. Ok. Cái này tháo ra dễ. Mà chỉ có một cái chung ở dưới. Chung ở dưới đây kẹt. Đút cái đầu ra. Mệt chết luôn. Ok.
thẳng nước lên. Này cái nước chảy yếu là tại cái ống nó bị nghẹt rồi. Không phải. Nước chảy yếu là tại cái trời đẹp quá. Mình sửa cái bathroom faucet, cái vòi nước ở trong bồn tắm, thay cái mới rồi, nhưng mà nó cái chứng bệnh của nó là tại cái ống chắc nó bị sét ở dưới trong tường đó chứ, nên không coi như không xong. Thôi thì bây giờ mình còn mua đồ ở Amazon, nó đang deliver ở nhà bà chị, bây giờ qua đi lấy xong mình coi có thể thay cái screen cho cái Surface Pro không? Chắc không có thì giờ, chắc mai làm. Bây giờ mình có mua cái đồ gắn lên trên xe đó, cái camera đó, rồi mình đem lên gắn lên cái camera, gắn lên xe đạp rồi chạy vòng. Ok, nó nói nó deliver là nó đã giao hàng rồi, để coi có không. Quá trời bóp chuyện. Rồi, mình lấy hai cái box về, mình unbox cho các bạn coi. Mua cái gì? Mua đồ, giờ mình còn đặt thêm một cái mấy cái dây cáp cho cái xe đạp nữa, rồi sửa nó xong. Giờ chạy nó cà sụt, nó không có ngon chớn lắm. Nhưng mà mình có cái gọi là cái bracket cho cái máy camera đó. Mình sẽ gắn lên cái tay lái, xong rồi mình vừa gắn cái camera lên rồi chạy vòng vòng vui lắm. Vậy còn cái screen cho cái Surface thì chắc bữa nào có thời gian nhiều mới làm được, tại vì mình chưa có là mình phải cẩn thận mới được, tại phải tháo cái mặt ra rất là khó, gắn lại thì dễ, nhưng mà lúc mà mình tại vì nè mình nó dán vô dán cứng ngắc à, mình phải dùng cái hơi nóng, mình hơi nóng cho nó cái miếng băng keo nó mở nó tan ra, rồi bắt đầu mình mới khử nó lên, khử chung từ từ á, rồi mới lấy lên được, rồi mới tháo cái hai cái dây ra rồi mới gắn lại, coi như phải cẩn thận. Giờ mình chỉ gắn cái handlebar cho cái xe thôi, coi có không biết có sức chạy không, chạy vòng vòng thử chút xíu. Trời đang mát mẻ mà. Sáng ăn sáng rồi, giờ chưa ăn trưa nữa, giờ gần thấy không đến đói bụng thôi. Sửa cái vòi nước cho cái phòng tắm thay đó thì dễ lắm, nhưng mà có cái là nó kẹt ở dưới chung vô, trời ơi nó chặt cứng. Mình mẩy bây giờ mình không có dẻo như hồi xưa đó, mình nằm cong đầu cong cổ vô nó khó chịu lắm, mắt thì kém. Thay xong thì cái vòi nước nó vẫn còn yếu xìu, thì mình nghĩ là tới cái vòi nước, một là cái vòi nước nó đưa vô trong đó nó bị sét rồi, cái nó nếu như cái loại cũ mà gọi galvanized pipe là cái loại mà
sắt á, thì nó bị xét từ từ nó bích lại. Còn nếu như mà nó gọi là cái joint này cái gì ta, cái ở dòi nước rồi nó có cái con ốc để mà nó dẫn nước lên á, chỗ đó nó cũng có thể là nghẹt nên mình thay cái đó luôn. Bây giờ chưa thấy hứng thú sáng làm cũng nhanh lắm nhưng mà chỉ có cái đút đầu đút cổ vô đó khó chịu quá. Anyway, về mình mở unbox cho các bạn xem. Ok, mình mang về rồi, giờ mình unbox, mở nó ra, đập hộp hả? Coi là mình mua đồ trên mạng cũng tiện lợi, nhưng mà nhiều khi mua về cái đồ mà nó không có đúng ý chứ mà. Và cái giấy, ô cái này là cái touch screen. Rồi cái Surface Pro, cái này chắc để mai làm mình chờ tháo ra cho các bạn xem thôi. Tháo sao ra cho nó đừng có bị tháo đại. Ôi, mỏng nhánh nè. Chết bà rồi, cái này không phải cái hiệu. Mẹ cha nó. Cái này không phải chính hãng nó đề. Anyway, máy tính có lẽ nó có cái phù hiệu của Microsoft mà không có. Cái này là cái đồ giả này, hy vọng work. Như nó đề mình order nó đề trên nó có cái dấu hiệu của Microsoft đàng hoàng. Cái hộp thứ hai, cái này nè, cho máy chụp hình. Ok, một bóp bụng. Mình mua gì vậy ta? Mua gì mình cũng không nhớ. Ok, đó, cái này gắn lên cái chiếc xe đạp này, chút nữa mình làm. Ok, cái selfie stick mình mấy cái máy nhiều khi để nó gần quá đó, mình còn cần cái cây selfie stick dài dài ra cầm cho nó tốt chút. Cái này selfie stick thì nó dài á, cái này đi du lịch thấy bà con cầm. Sao qua xe lại được. Không vậy nè. Mình có extender được không thằng này nè. Oh, extender được. Extender. Ok. Còn thằng này gì nữa đây. Trời. Cái này là cái chân, có lý.
cầm thêm một cái nữa. Ok, cái này gì mình mua, cái này là gì mình không nhớ ta. Bóp ta hết. Surprise. Có cái gì ta? Oh, cái tép. Tép này cho cái screen. Mua xong mình không vâng. À dạ. Tại vì cái screen mình thay á, mình tháo nó ra là mình phải dán nó lại. Two-sided tape. Ok. Cái này belong to đó. Ok, giờ mình gắn lên đây thử coi nó work không. Cái hay à, cho nên cái này mình mua đồ online là vậy nè, nó lỏng le vậy sao mà chạy được, siết hết chặt vô mà nó lỏng le. No good. Ok, mình chêm thêm cái miếng lỏng đền, gọi là cái spacer đó, thì nó chắc rồi, mà cái này nó vẫn còn lỏng le, dở quá, mình để đứng là không được, để đứng được, ok. Giờ mình chạy thử vòng coi nha. Chắc chạy xong rồi mình kết thúc bữa nay đi. Rồi mình phải tìm cách sửa chữa thêm nữa. Ok. Here we go. Chạy nó để nó nhìn ra ngoài trước mà không biết thấy sao nữa. Được không ta? Ok, để giờ mình quay lại cái quay ngược lại mặt mình nè. Ok, quay lại mặt mình đây. Ah, maybe nó working. Chắc được á. Không đến nỗi tệ. Nhưng mà chạy khi gió chắc nói chuyện không được đâu. Mình đang chạy ở trong sân nhà thôi à, không có gió lắm. Cái xe này cần phải sửa chữa lên chút xíu nữa, chạy nó mới ngon. Vậy là good rồi. Mình sẽ gắn thêm một cái chĩa ra ngoài trước nữa. Yeah, đi bộ chán rồi. Rồi gió thổi lên đó, coi mình thử luôn coi nó ồn tới nào. Ok, thôi mình dẹp rồi, nãy sáng giờ dọn dẹp bày ra tùm lum đồ hết rồi, giờ mình phải dọn dẹp nó mới được. Bye bye. Đây là bao nhiêu cái đồ để mình mua làm cho gắn lên quay phim nè.
chỉ để cho cái máy GoPro với cái iPhone với cái action camera này mà cũng vẫn chưa đủ đồ nghề nữa đó. Giờ còn thiếu một cái, thiếu vài cái món nữa. Rồi từ từ tìm mua.